Phi Nhung không kịp thực hiện lời hứa với con gái. Sau hơn một tháng điều trị Covid-19, Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa ngày 28 tháng 9. Nữ ca sĩ không kịp thực hiện lời hứa quay lại Mỹ gặp con gái Wendy. Người thân của Phi Nhung xác nhận với phóng viên, nữ ca sĩ qua đời vào lúc 12 giờ 15 ngày 28 tháng 9 sự ra đi của giọng ca bông điên điển để lại nỗi buồn và tiếc thương với khán giả đồng nghiệp sinh thời giọng ca 51 tuổi luôn tích cực trong công việc từ thiện và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc trước khi nhập viện vì mắc covid 19 người đại diện của phi nhung cho biết trước khi mắc covid 19 cô tham gia các hoạt động từ thiện Phi Nhung nhiều lần đóng góp vào quỹ xin quyên góp vật tư y tế gửi tặng các cơ sở y tế. Trên trang cá nhân, giọng ca căn nhà màu tím, chia sẻ ảnh đi phát thực phẩm trong đêm, các buổi nấu cơm từ thiện hay hành trình quyên tặng máy thở vật tư y tế. Từ tháng 6, giọng ca sinh năm 1970 liên tục đồng hành cùng cơ sở tình nguyện biết thương Sài Gòn, tham gia cung cấp thực phẩm, và nấu ăn miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Những hình ảnh cuối của Phi Nhung được ekip ghi lại đều là khoảnh khắc nữ ca sĩ nấu cơm từ thiện, bóc phát từng bao thực phẩm rau củ. Theo dự định, Phi Nhung đi Mỹ để trình diễn trong một số chương trình vào tháng 8. Tuy nhiên, trong quá trình đi tặng lương thực, nữ ca sĩ đã tiếp xúc một số trường hợp mắc Covid-19 và nhiễm bệnh. Ngày 22 tháng 8 Cô đã gửi lời xin lỗi khán giả hải ngoại vì không thể xuất ngoại biểu diễn như lịch trình. Thời điểm này, Phi Nhung đã nhập viện điều trị tại Bệnh viện Gia An. Vài ngày sau đó, nữ ca sĩ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vì bệnh tình trở nặng. Lời hứa gian dở với con gái Trước khi mắc Covid-19, theo chia sẻ của đại diện Phi Nhung, người nhà nhiều lần thúc giục Phi Nhung trở lại Mỹ. Tuy nhiên nữ ca sĩ liên tục lùi ngày bay, thay đổi lịch trình vì muốn ở lại Việt Nam. Cô chia sẻ thành phố Hồ Chí Minh đang tổn thương, nhiều người còn khổ vì dịch. Tôi ở lại để giúp bà con, khi mọi thứ ổn hơn tôi đi đâu cũng không ấy nấy. Không trở về bên gia đình ở Mỹ như dự định. Phi Nhung nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ người thân, đặc biệt là con gái cô liên tục đăng ảnh con gái wendy và hứa sớm trở về bên cạnh con ngay khi kết thúc công việc ở việt nam tối ngày 28 tháng 9 người thân của phi nhung nói với phóng viên trước khi mất chị vẫn canh cánh bên lòng lời hứa trở về mỹ gặp con gái vì dịch bệnh hai mẹ con đã không gặp nhau suốt hai năm qua bây giờ wendy không gặp mẹ được nữa rồi trước đó wendy cho biết Tháng 12 2019 là lần gần nhất cô và mẹ có thời gian bên nhau. Cô mong chờ mẹ hồi phục để hai mẹ con sớm hội ngộ, có những chuyến đi cùng kỷ niệm đẹp. Sau khi nhận tin mẹ qua đời, Wendy đã viết trên trang cá nhân: "Mẹ ơi, mẹ có thể quay lại và ở bên con không? Con muốn nghe giọng nói của mẹ, muốn được mẹ chạm vào con, con muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ. Ô, mẹ thật chặt" và không bao giờ để mẹ rời xa. Con muốn nói con yêu mẹ biết nhường nào. Trong những tháng cuối đời, ngoài thời gian làm việc thiện nguyện, đại diện của Phi Nhung cho hay, nữ ca sĩ chủ yếu ở nhà quay quần bên các con nuôi, tập thể dục và đọc sách. Trong đợt dịch thứ tư bùng phát, sau diễn bị hủy, cô đã mua nhiều máy, dụng cụ tập để mình và các con cùng nâng cao sức khỏe. Trên trang cá nhân, Phi Nhung cũng đăng nhiều ảnh và video tập cardio và yoga, đốt mỡ, tăng cơ tại nhà. Cũng vì chăm chỉ tập thể dục, ăn uống điều độ, nên khi biết mình mắc Covid-19, Phi Nhung nói với các thành viên trong ekip, không sao đâu, Nhung sẽ mạnh mẽ vượt qua. Giọng ca tuổi thơ còn mãi, khi hay tin dữ về Phi Nhung, nghệ sĩ Việt đồng loạt chia sẻ lời tiễn biệt đau buồn lên trang cá nhân. Nhiều người gọi cô là giọng ca tuổi thơ, chia sẻ kỷ niệm gắn liền với nữ ca sĩ trong nhiều năm. Không chỉ với giới nghệ sĩ, người hâm mộ cũng kể đã lắng nghe, gắn bó với âm nhạc của Phi Nhung từ khi còn bé. Căn nhà màu tím, bông điên điển, phận mồ côi lấy chồng xứ lạ, những là ca khúc gắn liền với 30 năm sự nghiệp của Phi Nhung, tất cả đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt, chưa bao giờ ngừng yêu thích. Sau 30 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, Phi Nhung vẫn say mê âm nhạc, yêu việc đứng trên sân khấu như khi còn trẻ, cô vẫn nhận lời đi diễn tại các chương trình âm nhạc lớn nhỏ. Chia sẻ với phóng viên, cả ekip của phi nhung và gia đình cho hay đã không thể lường trước được diễn biến của nữ ca sĩ chuyển nặng nguồn tin từ bệnh viện chợ rẫy nói với phóng viên trước khi mất phi nhung được bác sĩ chẩn đoán bị biến chứng nặng của covid 19 chín khiến phổi đông đặc suy đa cơ quan kèm cơn bão cytokine tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với virus gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống